Nữ sinh đầu độc cha đắp xi măng trồn xác tạo hiện trường giả. Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, mua chất độc cyanua về đầu độc chết cha mình, sau đó đắp xi măng lên rồi gạt trẻ nhà để tạo hiện trường giả. Ngày 21 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, điều tra làm rõ về hành vi giết cha ruột bằng chất độc cyanua. Linh đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn và bị cha ruột la mắng, Linh nảy sinh ý định giết cha mình. Theo báo người lao động đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh, mua một ký chất độc cyanua với giá 500.000 đồng từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch, rồi bắt xe về lại nhà ở thành phố Bà Rịa. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc cyanua về nhà. Biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh, nên Linh hòa chất độc vào ba chai nước rồi để lại trong đó. Một lúc sau ông Điệp mở tủ lạnh lấy nước uống thì bị nô mối nên đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Khi không còn nghe thấy tiếng ông Điệp nghĩ cha đã chết, Linh mặc kệ và đi ngủ. Sáng ngày 19 tháng 1, Linh mua cười sắt về phá cửa nhà vệ sinh, sau đó kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào, rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây bịch kính nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đến khuya ngày 19 tháng 1, Linh chạy qua nhà ông nội của mình báo nhà cháy, rồi cùng nhau dập lửa. Người nhà của Linh báo cho cơ quan chức năng đến chữa cháy. Theo báo thanh niên, Linh cho biết khuya ngày 19 tháng 1, khi đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà, nắm tóc kéo đầu Linh dậy và nói Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày. Người thanh niên này tiếp tục nắm tóc Linh, đập mạnh xuống nền nhà rồi bỏ đi. Linh bị ngất. Khi tỉnh dậy, Linh phát hiện khu vực nhà phía sau bị cháy. Trong nhà có mùi xăng nên đã chạy qua nhà ông nội kêu cứu. Từ lời khai của Linh 9h30 ngày 20 tháng 1, công an thành phố Bà Rịa phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án hủy hoại tài sản. Đến 17 giờ cùng ngày, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện thi thể ông Điệp bị giấu như nói trên ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp cùng công an thành phố bà rịa và các lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra vụ án mạng bằng các biện pháp nghiệp vụ khuya cùng ngày linh đã khai nhận chính mình đã giết cha ruột là ông điệp bằng chất độc cyanur sau đó giấu thi thể của nạn nhân nhà cháy là do linh đốt để tạo hiện trường giả